Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Mến chào quý vị khán giả của chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life. Thưa quý vị khán giả thân mến, đau đầu là một hiện tượng thường gặp trong cuộc sống. Thế nhưng nó cũng có thể là báo hiệu của rất nhiều bệnh lý nguy hiểm. Và chúng ta có thể khắc phục tình trạng đau đầu bằng cách nào? Nhiều người thì băn khoăn liệu rằng có thể khắc phục đau đầu bằng cách là không dùng thuốc hay không? Chúng tôi sẽ giúp quý vị khán giả trả lời câu hỏi đó trong chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life ngày hôm nay, cùng với sự đồng hành của Dược sĩ Nguyễn Thị Điện. Xin được gửi lời chào đến với Dược sĩ Nguyễn Thị Điện. Xin chào MC Công Nghĩa, xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Vâng, từ Dược sĩ Nguyễn Thị Điện, trước khi mà Công Nghĩa và Dược sĩ sẽ trao đổi chi tiết hơn về chủ đề ngày hôm nay, thì Công Nghĩa có một câu hỏi đến từ một vị khán giả cũng có gửi thư về với địa chỉ hòm thư của chương trình. Ngay bây giờ sẽ là câu hỏi của vị khán giả. Thưa Dược sĩ, năm nay em 30 tuổi, mới đi khám thì được chẩn đoán là mắc bệnh thiểu năng tuần hoàn não. Trước đó thì em rất hay bị chóng mặt, đau đầu. Và có cách nào chữa khỏi được căn bệnh của em hay không, thưa Dược sĩ? Vậy thì xin được hỏi Dược sĩ Nguyễn Thị Điện, Dược sĩ có thể giải thích tại sao ngày lại càng nhiều bệnh nhân mắc chứng là đau đầu, chóng mặt? Và bên cạnh đó thì xin mời Dược sĩ có thể giải đáp câu hỏi cho vị khán giả vừa rồi. Về cái chứng rối loạn tuần hoàn não, hay người ta gọi là thiểu năng tuần hoàn não, nguyên nhân là do cái lượng, do nguyên nhân nào đấy, nó làm cho cái sự vận chuyển oxy và máu lên não nó bị thiếu, nó không đủ cung cấp năng lượng cho các tế bào não nó hoạt động, cho nên là sẽ gây nên các cái hội chứng rối loạn tuần hoàn não. Mà biểu hiện của nó sẽ là đầu tiên là đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, thậm chí nó là mất ngủ. Còn như bệnh nhân nêu trên, bệnh nhân mới chỉ 30 tuổi nhưng mà đã đi khám và đã được chẩn đoán là rối loạn là thiểu năng tuần hoàn não. Thì thực ra là ngày xưa ấy thì cái chứng thiểu năng tuần hoàn não nó gặp nhiều ở các bệnh nhân trung niên và lớn tuổi, những người đặc biệt là những người làm việc căng thẳng. Thế nhưng mà với cuộc sống hiện đại ngày nay thì cái bệnh này nó đã được trẻ hóa. Nguyên nhân thì nó có rất là nhiều, trong đấy mình phải để kể đến các cái nguyên nhân như là cái môi trường sống nó bị ô nhiễm quá mức, đấy cũng là một cái vấn đề mà nó dẫn đến ngày càng nhiều bệnh tật hơn. Thứ hai nữa là do có thói quen sinh hoạt của các bạn trẻ bây giờ ấy thì có những cái thói quen sinh hoạt không lành mạnh mà nó bắt nguồn từ sớm cơ, chẳng hạn như là rượu bia này, thuốc lá này, việc sử dụng các chất kích thích này, sử dụng điện thoại nhiều, đi ngủ muộn, không tập thể dục, hay ăn đồ ăn nhanh ấy, những cái chất hay ăn những đồ có chiên rán, và đặc biệt là thói quen không đi ngủ sớm, không tập thể dục, chơi game nhiều, đấy những cái nguyên nhân đấy nó cũng làm cho cái bệnh rối loạn tuần hoàn não ngày càng được trẻ hóa ra và gặp ở rất nhiều là các bệnh nhân. Ngày nay khi mà chúng ta mắc bất kỳ một cái căn bệnh nào hoặc là có những cái triệu chứng nào thì có khá là nhiều quý vị khán giả sẽ sử dụng đến, đó là thuốc giảm đau. Và loại thuốc giảm đau có thể mua rất là dễ dàng ở ngoài hiệu thuốc trong cuộc sống. Tác dụng của nó thì chúng ta thấy rồi, đó là giảm đau rất là nhanh. Thế nhưng hệ lụy thì có lẽ là không phải ai cũng biết. Vậy thì mời Dược sĩ Nguyễn Thị Điện chúng ta có thể chia sẻ cùng với quý vị khán giả và với chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life ngày hôm nay. Cái triệu chứng đau đầu nó gây rất là khó chịu. Vì thế là việc đa số các bệnh nhân khi mà có biểu hiện đau đầu, khó chịu thì người ta thường hay tìm đến thuốc giảm đau. Bởi vì là có những cái thuốc giảm đau tác dụng rất là nhanh, thậm chí là 30 phút đã có tác dụng giảm đau rồi. Thế nhưng mà bất cứ một thuốc gì, đặc biệt là thuốc giảm đau thì nó cũng có rất là nhiều tác dụng phụ. Chẳng hạn như là cái thuốc mà chúng ta hay sử dụng thường xuyên đấy là Panadol ấy, mà thành phần của nó là paracetamol. Nếu mình sử dụng nhiều, sử dụng quá hàm lượng cho phép thì nó sẽ gây tổn thương gan, gây tăng men gan. Còn giống như là cái ibuprofen, nó cũng là một loại thuốc giảm đau rất là nhanh, nhưng mà nếu chúng ta lạm dụng nó thì nó sẽ gây tổn thương đến dạ dày, tổn thương đến gan, đến thận. Thậm chí là có những cái loại thuốc giảm đau có thể nó là tiền chất của các chất gây nghiện.
Nếu chúng ta dùng thường xuyên, khi mỗi khi đau mình lại dùng thì nó sẽ để lại những cái hệ lụy giống như là phụ thuộc thuốc này. Không khi nào đau mình cũng phải sử dụng nó, mà những cái thuốc đấy thì nó ảnh hưởng nhiều, rất nhiều đến là gan, thận cũng như là thần kinh. Qua những chia sẻ vừa rồi đến từ dược sĩ Nguyễn Thị Điện thì cô Nghĩa thấy rằng là đúng, chúng ta có rất là nhiều những cái hệ lụy, đúng không ạ, đến từ việc là sử dụng thuốc giảm đau một cách bừa bãi và không theo chỉ định của phía thầy thuốc. Thế nên là có một cái câu hỏi đặt ra tiếp theo là rất là nhiều người thắc mắc, làm sao để tôi có thể giảm triệu chứng đau đầu mà không cần dùng đến thuốc giảm đau? Dược sĩ có thể chia sẻ cùng với quý vị khán giả. Thực ra là cũng có rất là nhiều cách để làm giảm cái triệu chứng đau đầu. Chẳng hạn như là chúng ta nên thay đổi cái thói quen sinh hoạt hàng ngày của mình. Mình nên hạn chế dùng các cái chất kích thích như là cà phê, thuốc lá, rượu bia. Thứ hai là chúng ta tăng cường tập thể dục, tập đều đặn, tập những bài tập phù hợp với cơ thể của mình để cho giúp lưu thông hoạt huyết, đưa máu lên não đều hơn, cung cấp oxy cho các tế bào não hoạt động. Thứ ba là chúng ta có thể dùng các phương pháp như là thiền. Nó cũng là một cái phương pháp mà giúp hoạt huyết lưu thông rất là tốt. Phương pháp thứ tư chúng ta có thể kể đến là châm cứu hoặc là day huyệt. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng thêm các cái sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược để giúp cho đưa máu lên não, giúp tuần hoàn lưu thông máu não, giúp chúng ta có những cái giấc ngủ ngon mà an toàn. Vâng, thưa dược sĩ, hiện nay không biết là trên thị trường chúng ta có những cái sản phẩm như thế nào có thể đáp ứng được việc là điều trị cũng như là hỗ trợ điều trị chứng đau đầu hay là chóng mặt, và dược sĩ có thể hướng dẫn chi tiết đến với quý vị khán giả về cách sử dụng những sản phẩm này, làm sao để chúng ta phát huy được tác dụng tốt nhất, hiệu quả nhất của sản phẩm, thưa dược sĩ? Thực ra trên thị trường hiện tại thì có rất nhiều sản phẩm mà chứa các cái hoạt chất để giúp cải thiện các tình trạng như bạn vừa nêu. Trong đấy tôi nhận thấy có cái sản phẩm Bát Não Tiên là một cái sản phẩm mà nó được bào chế rất là ưu việt. Nó có dạng bào chế tách biệt giữa các cái dược vị dược liệu. Ban ngày nó giúp hoạt huyết, an thần, lưu thông tuần hoàn máu não. Các cái viên ban đêm thì nó giúp chứa các cái dược liệu như là tâm sen này, bông nem này, cao bình vôi này, lạc tiên, giúp cho chúng ta an thần, dễ ngủ, có những giấc ngủ sâu, ngủ ngon mà lúc ngủ dậy mình không cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, khó chịu hay là ly bì. Và cái viên này cũng rất là dễ nhớ, lọ ban ngày thì uống 2 viên sau bữa ăn, lọ ban đêm uống 2 viên trước khi đi ngủ khoảng 2 tiếng. Một liệu trình điều trị như nhà sản xuất đưa ra ấy, thì nó rơi vào khoảng độ 3 tháng. Và thực ra là tôi biết đến sản phẩm này, tôi cũng đã từng giới thiệu cho 1-2 bệnh nhân, đặc biệt là có bác Dinh ở Quảng Ninh ấy. Bác ấy bị là một người mà bị đau đầu mất ngủ thường xuyên, rất là dài. Bác cũng đã từng dùng qua rất là nhiều sản phẩm nhưng mà không có hiệu quả. Nhưng khi cho bác sử dụng sản phẩm này, sau 1 tháng bác ấy đã có phản hồi rất là tốt. Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi đến từ dược sĩ Nguyễn Thị Điện. Thưa quý vị khán giả, hy vọng với những thông tin vừa rồi đến từ dược sĩ Nguyễn Thị Điện, quý vị đã có thêm cho mình những kiến thức bổ ích để chăm sóc sức khỏe của chính bản thân và những người thân trong gia đình của mình. Quý vị đừng quên, để được tư vấn kỹ hơn về bệnh lý và sản phẩm, có thể gọi đến số hotline 033-567-2008 hoặc có thể gửi thư về địa chỉ hòm thư điện tử tư vấn bác sĩ 115@gmail.com. Chúc quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe để tận hưởng những điều ngọt ngào trong cuộc sống. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.